Ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện thu hồi đất và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện Phú Tân. Theo đó, qua thanh tra, phát hiện trong tổ chức thu hồi đất, lập, thẩm định phương án có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm như đối với dự án trụ sở hành chính thị trấn Cái Đôi Vàm, việc tính chi phí vào đất lấy theo số liệu kê khai của hộ Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thu Thủy. Tại thời điểm lập hồ sơ bồi thường có xác nhận của Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm, không có hồ sơ, chứng từ chứng minh là chưa phù hợp. Ngoài ra, tại dự án cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm, địa phương tính bồi thường cho hộ Nguyễn Trung Lập Trần Thùy Trang. Phần nhà sàn nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, bị ảnh hưởng hành lang thi công với số tiền 846 triệu đồng là không đúng. Đối với dự án hệ thống thủy lợi tiểu vùng 2, 3, 5 Cà Mau, dự án này vận động người dân hiến đất nhưng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân chưa thu hồi và chỉnh lý phần diện tích đất người dân hiến. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm tổ chức và cá nhân có liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân kiện toàn, củng cố bộ phận tham mưu, nâng cao năng lực áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, năng lực quản lý và kiểm tra.